chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mẹ Lâm Anh. Con chào cô chú đi. Con chào cô chú anh chị, con là Lâm Anh. Thì mọi người ơi, hôm nay hai mẹ con mình sẽ ăn thử ớt trái cây nha mọi người. Đây đó, mình này là mình mua 1 ký nha mọi người. 1 ký này, quả này mọi người, thấy không? Quả nó to đó. Nhưng mà nó nhẹ lắm. Đó. Không hiểu sao nó nhẹ lắm luôn. Nó to to chà bá luôn mọi người. To ở đây 1 ký là được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 ký là được 7 trái nha mọi người. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Nói cho ớt sô cô la này là ngon, ngon nhất ở trong mấy cái trái này phải không mọi người? Giờ mình sẽ ăn thử ha. Làm anh muốn ăn màu nào? Con ăn màu vàng hay màu đỏ? À, mẹ ăn cảm nhận chưa được. Làm anh sợ mọi người, làm anh sợ. Nè mọi người, nó to luôn nha. Đó. Nè từng trái, từng trái nữa nè. To lắm, to nha. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái này là muối á, muối người ta bán ớt người ta cho nè mọi người. Mẹ. Còn cái này là muối mình dầm nè. Còn mẹ. cái này là muối mì tôm cho Lâm Anh ăn thử. Này là muối mình dầm nè. Mình sẽ ăn muối mình dầm thử nha mọi người, hồi hộp quá. Nghe cái mùi ớt đó mọi người, mà nghe nói là ớt này ớt ngọt đó. Giờ mình ăn sẽ ăn thử. Thôi giờ mình sẽ lỡ chấm muối là tính ăn một miếng không chứ mà giờ lỡ chấm muối à, gớp muối luôn à. Ơi bên trong coi rất là giòn không mọi người. Giòn luôn à. Cái ớt này nè nó có mùi ớt rồi, mình chấm thêm cái muối ớt nữa nó hăng cái mùi ớt lên nhiều nữa. Giờ để mình ăn, ăn thử ăn không à. Ngon mẹ, ngon hay là cay? Thôi có cái vị mà chua chua nhẹ, đâu có cay. Cái này ớt chứ cay mà. Cái mùi ớt. Cho cô chú xem bên trong đi. Không có cái hộp mọi người. Nè con cắn thử không? Cắn thử đi. Cho muối mì tôm đi. Mày tính cho muối ớt cho con. Không có cay, nó không có cái gì, chỉ nghe cái mùi ớt thôi. Cắn ớt thôi. Chỉ nghe cái mùi ớt thôi. Đúng không? Chỉ nghe cái mùi ớt thôi. Bây giờ mình sẽ chấm muối của người ta, chỗ bán muối á, người ta cho anh chỗ bán trái cây người ta cho mọi người. Nếu mà chấm cái muối mà chỗ bán trái cây người ta cho là nó hoàn toàn không còn cái mùi ớt nữa mọi người. Mà ăn vô nó có mùi me. Đúng rồi, nó hơi chua chua. Chấm muối của người ta cho là nó không còn một cái mùi ớt nào luôn ở trong cái chéo trái cây này luôn. Mà nó mặn mặn, nó ngọt ngọt. Còn mình chấm với cái muối ớt mà mình tự làm là mình nghe cái mùi ớt luôn. Nghe cái mùi ớt nó rất là hăng, rất là nhiều luôn. Rất là giòn mọi người, giòn lắm. Sao vậy? Ớt nó sao sao nồng quá à. Nếu mà chấm với ớt này nè là nó nghe sẽ nghe cái mùi ớt nồng nặc luôn. À bây giờ con ăn chấm thử với cái muối này đi, nó không nghe một mùi ớt nào luôn. Con chấm thử à. Cái nghe nhưng không có nghe. Không, ý là mùi nó nồng á, với cả cái trái nó ăn nó không có vị. Nó không có vị tươi ngon. Nó chỉ tươi thôi chứ nó không có vị. Nó tươi mà, nó tươi nó giòn vậy mà không tươi gì. Ý là nó chỉ tươi thôi chứ nó không có vị, nhưng mà mình biết nó không có vị gì á, nó nhạt. Nó không có ngọt nha mọi người. Cắn thử miếng ăn với cái này đi, nó không nghe mùi ớt nữa. Ăn với muối này nè. Muối người ta cho. Đúng không? Nó không còn cái mùi ớt nữa. Thích ăn với cái muối ớt mà mình làm hơn. Rất là giòn nha. 7 trái. Không biết là ngoài ăn sống như thế này rồi còn làm được cái món gì khác nữa không? Sao vậy? Uống nước ha. Con thích ăn me. Này nó vừa chua, vừa mặn. Nhưng mùi me mà con không thích. Nó là kèm với ớt à. Không thích à? Dở. Chấm cho cái muối này 1 điểm. Dở nha. Với cả cái này review chân thật nha. Review chân thật hả?
ăn thật dữ ha. Nó rất là giòn luôn, mà cái trái ớt này rất là to luôn mọi người. Nghe tiếng nói nè, cô chú nghe đúng không, là nó tít tươi, nó chín như thế nào, nó chỉ hơi có màu xanh xanh thôi không? Trái màu đỏ, trái màu xanh, trái màu vàng. Ủa làm gì có trái màu xanh không? Nè trái màu xanh nè. Nè trái màu vàng mà. À trái màu đỏ, trái màu vàng đây nè. Nè trái màu cam. Trái màu đỏ nè mọi người, đó trái màu đỏ đó, bự lắm, bự cho bá luôn. Nè nè, trái màu đỏ là bự hơn nguyên một trái này. Bự hơn cái tay, bự như cái tay Lâm Anh luôn nè cô chú. Nè bự lắm, nhìn rất là ngon luôn nha. Nghe tiếng nói nó rất là giòn, nó không có cái, nó chỉ có cái mùi ớt xíu thôi chứ nó không có cay không gì, nhưng mà mình nghe nó ngọt, nhưng mà cái này không ngọt, mình ăn vô mình thấy nó không ngọt, nó nhạt nhạt sao á. Nó không ngọt, nó không có gì hết trơn á, giống như uống nước lọc á cô chú ạ. Nó chỉ có cái mùi thôi, không có vị, giống như đang ăn nước lọc á cô chú. Mình ăn nước lọc, nước ăn lọc có ăn được không? Nó đâu đến nỗi mà lạt nhách như vậy con, nó không ngọt, nó bình thường ha. Nó bình thường, uống nước lọc. Cái trái này cái gì mình mua ít ít được rồi, mình không biết mà mình mua tới 1 ký. Mua 1 ký mẹ con tưởng ngon là gì, dư nhiều cho cô chú xem. Mọi người nó lạnh nhắc à. Rồi ăn sao hết mọi người. Ăn một trái này là ngán rồi đó. Đâu nha, gửi. Em tin em gửi nữa nha. À. Lần đầu tiên ăn đó mọi người. Nghe tiếng nó giòn. Ở dưới đây nó có mấy nhiều cái hộp ở dưới gần cái cuốn đó mọi người. Giống như mấy cái hộp mà hộp ớt á. Cái mùi ớt. Nó rất là hăng cái mùi ớt luôn. Được một cái là nó, nói chung là nó mùi ớt đó mọi người. Có mùi ớt thôi chứ nó không có cái vị. Cái vị thì nó chỉ hơi kiểu chua chua, thanh thanh, nhẹ nhẹ thôi. Lấy cái đó ra cho con. Nè trái ớt này là cũng là ớt sô-cô-la nhưng mà nó to hơn. Nó to hơn trái. To lắm, to lắm. Rồi cái này á, ngoài ăn sống sao vậy con? Nước vô mắt. Ngoài ăn sống rồi mình có còn làm được cái gì nữa mọi người? À mày có. Có còn nấu được cái món gì ăn nữa không mọi người? Chứ thiệt sự là mình ăn ớt chuông xào mẹ ơi. Ớt chuông xào hả? Được không? Được. Để tí nữa mẹ sẽ lên mạng mẹ xem ha. Mẹ xem thử coi cái này có làm cái món gì ngoài cái này được nữa không ha. Chứ ăn cái này là mình thấy ngán đó. Này giống như trái ớt to. Ít sâu. Nhưng mà nó rất là giòn nha, nó rất là giòn, rất là mọng nước nha mọi người. Nhưng mà cô chú ơi, vô cái này nó cứ sao sao. Ở ngoài màu đen, ở trong màu đen xanh. Màu sô-cô-la mà. Này là cái trái này là nè cô chú, trái này to hơn trái này luôn. Trái này nè to hơn trái này. Mình sẽ tìm lên mạng, mình sẽ tìm xem mà cái này làm được cái món gì nữa ha mọi người. Chứ mình ăn sống là mình, nói chung là mình không thích cho lắm rồi đó. Mình xin kết thúc clip tại đây ha. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người ha. Hẹn gặp lại mọi người những cái clip sau ha. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip. Bye bye. Cô chú nhớ đăng ký kênh và subscribe.